Ở vùng Lâm Đồng này á, ở đây là trên đèo Phú Sơn của tỉnh Lâm Đồng. À, các bạn thấy ở đây người ta trồng cái cây cà phê này cho bằng cà phê Moka. Đó, cà phê này thì nó có cái giá trị về kinh tế rất cao và nhìn nó khác với cái cây cà phê thông thường của mình. Bạn thấy giống không? Trái nó tròn hơn. Cây cà phê này thì cho cái năng suất nó không cao, nhưng mà cái phần cái giá trị về kinh tế của nó, cái giá thành nó rất cao. Ở đây là người ta trồng dọc theo các triền núi, họ trồng cái giống cà phê Moka này. Cái cà phê này cũng sắp chín rồi này. À, các bạn thấy giống cà phê Mocha là nó khác với lại cái Robusta. Cà phê Mocha là người ta còn gọi là cà phê chè, tại vì cái lá nó giống cái lá của cây trà, nó giống lá cây chè, thành ra người ta kêu nó là cà phê chè. Đó, các bạn thấy giữa mênh mông các cái triền dốc. Triền dốc là người ta trồng cái cà phê chè này, cà phê Robusta này, cây cà phê Moka này. Cây nó thấp, nó nhỏ và không cần tưới. Đây, cà phê chín rồi này. Rất ngọt và thơm. Không thèm. Giống cà phê Mocha, cà phê chè, cái này nó cái hương vị nó rất là thơm. Khi mà người ta rang thì thí dụ người ta pha là một phần cà phê chè này thôi, còn là chín phần cà phê Robusta.